thì em xong sau đó quay trở lại và tụi mình sẽ tiếp tục chinh phục một thử thách theo yêu cầu. Đó chính là thử thách của bạn có tên là Ngô Bạn Tim Ngân. Bạn này là một fan hâm mộ cứng của Song Thương Channel luôn đó. Chị ơi, em có một thử thách, đó chính là Hamburger Challenge. Chị chuẩn bị các hâm gia vị như là nước mắm, muối, tiêu, tương gà, tương ớt, mayonnaise, bơ. Rồi hâm các món ăn như bò, xúc xích, trứng, gà đã chiên, gà, snack, sữa chua, cá hộp, kẹo bông, kích cắt, bù tạt, vân vân. Sẽ ăn trong vòng 5 phút. Trong vòng 5 phút, ai không ăn xong sẽ phải ăn mayonnaise với tương ớt và tương gà vào một lúc. Chị Nhung thấy thử thách này như thế nào chị? Thật là thú vị, chị Nhung thấy là chị Nhung thích cái thử thách này á. Vậy còn Thiên Thư thì sao? Thiên Thư thì rất là hồi hộp, không biết mình sẽ bóc chúng vô đồ gì. Thì các bạn biết hôm nay á, là chúng ta có rất là nhiều món ngon cũng như là những món kinh dị theo yêu cầu của bạn Ngô Bạn Kim Ngân ha. Nè, đặc biệt là mình có trứng gà đã chiên như bạn ấy yêu cầu và có gà rán luôn. Rồi chúng ta còn có sữa chua. Này ghê lắm nè. Dạ. Thì đó, bạn Ngân yêu cầu đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có cá hộp. Các bạn có bao giờ ăn hamburger với cá hộp chưa? Yeah. Anh Thư thì phải nói là anh Thư sợ cá hộp lắm. Đây chúng ta còn có sốt sô cô la. Ai hên thì có thể là trúng một cái hamburger ngọt hoặc là ngọt. Còn ai xui xui thì hamburger trộn tùm lum. Còn ai đụng chút thì chắc là hamburger gà. Thiên Thư có một câu đố dành cho hai chị. Ok, cô đố con gì? Con cá gì có 6 mắt, 6 chân, 6 tay, 3 miệng, 3 bụng? Wow, chứ cá gì ta? Còn có câu đố. Hài não quá. Cá gì ta? Cái gì mà 6 mắt, 6 tay, 6 chân, 3 bụng? 3 miệng luôn. 3 bụng, 3 miệng. Hình như là Thiên Thư đang đố cái thứ gì đó ở trên đây với chị Nhung. Vậy hả? Nhung nhìn thôi. Nhung không thấy có cá gì đâu. Có cá hộp nè. Có cô gái. Đúng rồi. Đúng rồi, anh Thư cũng kiểu có suy nghĩ ra là anh Thư nói chị Nhung liền. Ba cô gái nghĩa là ba chân, ba mắt, ba bụng. Ở gì xấu? Sáu mắt. Ok, bây giờ thôi chúng ta sẽ không còn chần chờ gì nữa. Bây giờ hãy bắt đầu bốc thăm những món ăn sẽ thuộc về mỗi người thôi. Let's go. Let's go. 1, 2, 3. Thiên Thư nào bốc trước hết trơn à. Thiên Thư biết sơ hờ lắm á. Trời, bò hai lát. Bơ thực vật. Bơ thực vật. Sữa chua. Sữa chua, trời. Đen ta. Thôi, 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 thôi. Chúc mừng chị Nhung. Thiên Thư là bơ thực vật nè. Cái này chị Nhung nghĩ giống là phô mai quá mấy em ơi. Nó sạch nè. Tưởng tượng phô mai đã được chảy. Nung chảy. Thôi quá rồi, Thư vô bơ rồi. Nhưng mà chị Nhung nghĩ cái này cũng ngon lắm á nha. Trời ơi, chị Thư ngon quá vậy. Hy vọng là lát nữa món mình sẽ thật là dễ ăn. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ốc thăm lần thứ hai nha. Vô. Gà rán. Trời ơi. Gà rán. Gà rán xuống vậy. Sô-cô-la kem sữa. Chị Thanh Tư ơi. Chị Thanh Tư cũng không nuôi gì vô. Rong biển chiên. Gà rán. Đây sô-cô-la kem sữa các bạn ơi. À, ít mồi nhiều quá rồi. À, ít mồi nhiều quá. À, ít mồi nhiều quá. Ôi. Gì đó. Trời ơi, thẳng quá, thẳng quá. Trời ơi, rong biển nè, rong biển khô ngon quá. Cái gì vậy? Ừ, ghê quá. Của anh Thư các bạn, thôi kêu giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Tiếp tục thôi. Của Thiên Thư nhìn ngon nhất ha. Dạ, Thiên Thư là bơ với lại gà rồi đó, sướng quá trời luôn. Trời ơi, hy vọng là chị Nhung hên nha. Kẹo Kit Kat, sô-cô-la. Thôi, hồi nãy chị Nhung cũng nghĩ là chị Thư sẽ thấy thằng cũng bóp giống sô-cô-la. Các bạn ơi. Có duyên với sô-cô-la lắm. Dạ, em nghĩ là cái hamburger của em là hamburger ngọt luôn á hay. Ngọt cái gì mà có vừa mặn mà vừa ngọt nữa, sao mà ăn được em không biết. Ờ, chị Thiên Thư lúc nào cũng trúng cá nha. Lần trước cũng nguyên cái miếng cá luôn. Chúc mừng bạn nha Thiên Thư. Anh Thư cảm thấy rất là hên nhưng mà Thiên Thư đã bóc trúng cá. Nguyên con cứu luôn nha.
thì miếng gà của Thiên Thư quá. Ý nhưng mà hơn mà. Ngon ngon. À, đừng nói chuyện. Nói chung là cá này đã bào chế chín rồi nên là mình ăn. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm nha các bạn. Trời. Khoai tây que. Kéo dẻo. Trời ơi, ghê quá. Cái gì mà nghe thấy ghê quá. Bây giờ là gì? Bánh Osta. Tự nhiên đổ khoai tây ra cái nhớ cái khách sandwich challenge ghê á, lúc đó là cũng đốt khoai tây nè. Ngon quá trời. Ngon quá. Chị Nhung để nhiều vô. Thiên Thư là kẹo dẻo, Thiên Thư phải để nhiều vô để nó che mùi cá đi. Ôi. Vừa thôi Thiên Thư ơi, đừng để nhiều quá. Để nhiều quá ghê lắm á, ăn không nổi đâu. Ok các bạn ơi, hiện trạng của chúng ta đây, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm nha. Để xem tương cà. Trời ơi, hợp luôn, hợp với hamburger luôn. Nhưng mà cái sô cô la tương cà thấy ghê quá. Chị Nhung cầu mong chị Nhung đừng trúng ớt bột. Bột ớt tương cà. Ok, vị bột bít tết. Trời ơi, sao mà tươi hơn quá vậy nè. Trời ơi, Thiên Thư uống bột hả? Có. Ghê vậy. Ngon mà. À, Thiên Thư thích mà, Thiên Thư thích bột mà. Ok. Ủa, ngon quá. Trời ơi, chị Nhung trúng mắng luôn rồi mấy em ơi. Chỉ có cái sữa chua nó hơi kỳ chút nhưng mà chắc cũng ngon. Trả lời anh hơi nhìn của nó hơi nghi quá. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì tụi mình cũng đã bốc thăm xong 5 lần đồ ăn dành cho hamburger của tụi mình. Thì hiện tại đây là cái hamburger của anh Thư đây. Các bạn thấy ha, có sô-cô-la, có khoai tây, thương ớt. Mà chán một cái là cái sô-cô-la quá đi. Còn của Thiên Thư thì có cá. Đây, cái gì ba cho các bạn xem nè. Thiên Thư thì kinh dị quá à. Của Thiên Thư là mặn ngọt trộn nhau đầy đủ luôn. Thế nên là hôm nay anh Thư không biết là sẽ như thế nào nữa. Rồi, còn của chị Nhung. Đây, của chị Nhung thì toàn là bánh snack thôi. Đây, bánh snack, rồi rong biển, sữa chua. Trứng nữa. Trứng. Ăn ngủ được trứng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ kẹp hamburger lại. Và bây giờ 5 phút do bạn Ngô, bạn Kim Ngân đưa ra. Thôi cầm lên cái đã. Cái gì vậy? Nó rớt ra. Nè. Nhìn của chị anh Thư nó giống giống cái gì đó trời ơi. Không muốn tưởng tượng, muốn tưởng tượng. Nhưng mà ngon á, chị Nhung nhịn nhịn ngon. Vậy thấy mặn mặn ngọt ngọt. Ok. 5 phút bắt đầu. Ngon quá à. Giòn giòn rụp rụp. Ngon ha. Ngon. Ủa thương ngon quá bạn ơi. Trời, nhưng mà của chị Nhung nó đang bị thật sự ăn không thì được chứ nhảy vô này nó có ăn. 5 phút thôi, chúng ta hãy cố gắng lên chứ không lặp 3 chúng ta sẽ phải bị bạn Ngô, bạn Kim Ngân cho bạn. Ăn tương ớt tương cà mấy cái này là chết. Nhưng mà tuy nhiên thật sự cũng ngon. Ngon thiệt luôn á nha. Ngon quá. Ủa chị anh Thư sao? Anh Thư rất là ngon. Trời ơi, anh Thư ăn cái heo hai lát đi nha. Trời ơi, sẽ có. Từ từ. Cuối mơ lúc tự dễ. Quý thân ngon bạn ơi. Dễ ăn quá à. Nếu dậy sáng này khỏi ăn sáng không. Chua la ngọt ngọt. Ăn giòn giòn của khoai tây chiên. Nhưng mà chưa ăn miếng thịt bò nữa. Để ăn thịt bò nó lên sao. Của chị hơi dính hamburger bò quá. Chết chết. Cố lên. Chờ ăn nha. Chút nhanh nè. Nhanh quá, ngọt quá. Chờ ăn cho nó thơm ngọt lên một tí. Chờ thơm, ngon. Hôm nay thơm ăn được không nè. Quay ngon mày không thấy bạn nén quá, ngọt quá, mọi người thật. Đây là nhiều sô-cô-la quá. Quay ngon là.
sao đi. Nghe nè, tôi lại, tôi lại, tôi lại. Cái miếng bỏ xuống lại. Cái ống luôn. Cái này là tạm bản đấy mà. Một phút nữa, cố lên lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Cái này đi không nào. Không nào. Cái gì vui nhất là đi không ăn những món mayonnaise, tương ớt và tương cà đậu phải. Làm hết hả? Không, bắt bảy giây nữa. Cố lên đi thôi ơi, vậy là tiếp thôi kìa. Đừng có giờ lấy. Có gì xung quanh, nhanh bắn. Hai giờ chị không hẹo, xin ra không có gì xung quanh, nhanh bắn. Rồi, lẹ đi. Các bạn ơi. Trời ơi. Ủa Thiên Thư không hay Thiên Thư không khóc? Tại Thiên Thư nhiều quá nè, ngán rồi. Rap Thiên Thư nhã cái phần bồ cũng thôi. Các bạn ơi, thật sự là sau cái thử thách hamburger ngày hôm nay thì anh Thư mới nhận ra rằng là anh Thư thề đây thì sao anh Thư sẽ không có dám ăn hamburger với lại cái sô-cô-la. Mặc dù hồi đó nghĩ rất là ngon, lúc đầu ăn vô nó ngon lắm luôn, mà lúc sau ăn tới cái cuối rồi cái khác càng ngày càng ngán khi mà còn có bò. Mà sô-cô-la thì quá gần luôn mà còn có khoai tây, nó bị ẩm trong đó đấy mà nó ngọt lắm luôn á, ăn nuốt không nổi, nuốt không trôi. Và của Thiên Thư thì như thế nào? Của Thiên Thư là dễ ăn nhưng mà cá cũng nhiều xương đó là nuốt không nổi luôn nha. Cá đúng rồi, như là cá đã phá nát chứ không là anh Thư nghĩ là Thiên Thư cũng sẽ thắng trong cuộc thi này rồi á. Còn chị Dung thì sao? Ăn thì chung là được nhưng mà nói về mà ngon thì không ngon. Mà cũng ngán lắm tại vì nó có sữa chua rồi bông bỉ á, nghe cái mùi nó kỳ lắm. Nhưng mà chị Dung phải ráng chinh phục thôi, chứ để giờ ba chị em thua hết. Yeah. Ok, vậy là hôm nay là phần thắng đã thuộc về chị Nhân. Và tụi mình là hai đứa sẽ phải ăn tương ớt, tương cà và sốt mayonnaise theo yêu cầu của bạn Ngô bạn Kim Ngân. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện hình phạt này thôi các bạn ơi. Bình thường thì ở nhà hai chị em song thân cũng thường hay ăn tương ớt, tương cà, mayonnaise nhưng mà chưa bao giờ trộn chung lại hết trơn á. Nếu trộn thì cũng chỉ trộn tương cà á, tương ớt với lại cái tương mayonnaise với nhau thôi. Đó, cho nên là hôm nay có thêm tương cà nữa thì anh Thư không biết nó như thế nào, nó chua chua phải sao. Cho nên đây cũng là một cái lần thử nghiệm đầu tiên. Chị Nhung nghĩ cái này mà cái em cho chị anh Thư với lại Thiên Thư á mà ăn chung với gà chị Nhung nghĩ ngon lắm. Còn mà ăn không vậy có thể là nghiện. Lần sau thì không dám ăn nữa. Bây giờ bạn Thiên Thư của chúng ta sẽ là người thử cái món tương này đầu tiên. Ok, vô hẳn một lần luôn Thiên Thư. Thiên Thư sao, cảm giác như thế nào? Sao? Được mà đúng không? Cái tương này ngon. Bình thường hả? Ai cho chị Thư cảm nhận cái. Trời ơi, bình thường cái gì? Bình thường cái gì? Các bạn ơi, ăn muối tôm. Ăn muối tôm luôn. Sao vậy? Nhảy mũi hả? Chị hãy thử đi. Thử một miếng thôi, thiệt. Thử một miếng thôi. Trời gắt cổ. Đúng thấy gì đâu ta. Đúng không? Ăn muối tôm đúng không? Các bạn ơi, quá béo béo thì không có, nói chung là nó béo béo mà ở trong đó là nó có chua chua hoặc ngọt nè, mà mặn mặn nữa, cái cây đó nó y chang muối tôm, y chang muối tôm luôn. Thôi tụi nó gắt cái họng, nó gắt ở đây quá đi mà nó bị lợn lợn ngay cái lưỡi. Nhưng mà chị Nhung nghĩ này mình ăn cái gì mà chấm cái này cũng ngon lắm. Lấy xoài chấm không có gà hoặc là tay chi chiên tay chi đúng rồi thì... Nhưng mà em thấy em không có quen cái thức này, nó kỳ quá. Chắc có thể là chị anh Thư nãy mới ăn cái kia nhé. Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay ba chị em song thân đã thực hiện xong một thử thách yêu cầu của bạn Ngô, bạn Kim Ngân. Cảm ơn bạn đã đưa ra một thử thách rất là thú vị cho tụi mình nha. Và hy vọng video này cũng sẽ mang lại nhiều niềm vui cho tất cả các bạn. Đừng quên like, share và subscribe như tất cả các bạn thích video này nha. Và nếu như bạn nào có thử thách nhiều thú vị thì cứ gửi về cho Facebook Song Thư Channel hoặc là comment ngay bên dưới cũng được. Tụi mình sẽ cố gắng đọc hết tất cả và kiếm ra thử thách nào thú vị và tiếp tục thực hiện cho tất cả các bạn xem nha. Ok,